đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 1 tháng 7. Sau đây là những thông tin đáng chú ý nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ qua. Hơn một tuần trước, 120m bờ phải kênh Thanh Đa, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, cách cầu Kinh khoảng 50m bị sạt lở khiến nhiều người dân trong khu vực bị ảnh hưởng luôn sống trong trạng thái lo lắng, bất an. Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân là do mưa lớn và chiều cường xảy ra thường xuyên, gây bão hòa nước khu vực bên trong đỉnh kè. Khi mực nước hạ xuống thấp nhất sẽ gây nguy cơ sạt lở do lực của dòng nước rút đi. Ngày 30 tháng 6, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa giám sát thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tái chế 10.119 lít xăng RON953 có chất lượng không phù hợp theo quy định và xử phạt vi phạm hành chính Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, trạm xăng dầu quận 12, đồng thời tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu do Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cấp trong thời hạn 2 tháng. Khoảng 15 giờ 20 phút ngày 1 tháng 7, tại căn nhà 2 tầng trong hẻm 439 Nguyễn Văn Khối, phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông không may bị điện giật tử vong trong lúc sửa chữa điện trên sân thượng. Phát hiện vụ việc, người nhà đã hô hoán và trình báo lực lượng chức năng. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Gò Vấp đã đến cắt điện, bắc thang lên sân thượng đưa người đàn ông xuống đất trong tình trạng đã tử vong. Cơ quan chức năng quận Gò Vấp đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn điện. Nút giao cao tốc Phan Thiết Dầu Dây với quốc lộ 55 thuộc huyện Hàm Tân, Bình Thuận là nút giao lớn để các ô tô trên cao tốc ra quốc lộ 55 đi thị xã La Ghi, huyện Hàm Tân, xuống Vũng Tàu và lên huyện Tánh Linh đi tỉnh Lâm Đồng. Hiện nút giao này đã bị đóng, tuy nhiên các ô tô vẫn cố luồn lách qua khe hở của những tấm bê tông chắn ngang đường để đi ngược chiều, ra khỏi cao tốc cho nhanh gây mất an toàn tại vị trí này. Thưa quý vị và các bạn, nhặt rau muống thuê được coi là nghề mưu sinh chính của những người dân ở xóm trọ gần rạch Cò Dừa, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày họ kiếm được từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Cô là lặt rau muống, nghề rau muống này 15 năm rồi. Cô bị bệnh, cô đi xa không được, ngồi chỗ thì lặt rau được. Một ngày được 40 ký. Nhầm khi 45 ký vậy đó, lặt bữa vậy được khoảng 80, bữa nào ông bỏ 7 bó thì được 90 vậy đó, làm đâu có đủ sống đâu, xài qua ngày được chứ không làm thì không có tiền xài, chồng đi làm thì phụ nhà trọ như vậy, lúc này thất nghiệp không có việc làm nữa. Hồi đó là ta cũng làm con muốn dùng này á, rồi sau này là ta nghỉ ở đây, ta nghỉ làm rồi, để giao dân miền Tây lên nó làm theo. Dân cũng như ở chú ở Sóc Trăng rồi đó. Lớn tuổi rồi, ta bây giờ ta không mướn, ta không có lại mướn vô làm. Còn mình phải chọn cái nghề này làm ở nhà, cũng như mình làm ở đây, ngồi nhà làm luôn. Rất giả chứ, nước ăn tay ăn giò luôn á. Nước á, gặt lâu ngày nước ăn tay, mỗi ngày nào cũng có làm chứ, đâu có ngày nào ở nghỉ đâu. Những thông tin vừa rồi khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.